Hello tất cả các bạn. Ngày hôm nay Woody sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn một quán net có thể nói là siêu khủng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chính xác hơn đó đang nằm ở quận 11 nha anh em. Net cộng với lại pizza luôn. Đây, đối diện nhà thi đấu Lãnh Minh Hân nha anh em. Cùng với lại Woody qua bên đó khám phá xem có những gì trong đó nha anh em. Ở đây thì có hầm giữ xe đầy đủ nha anh em. Nói chung là không sợ mưa nắng. Anh em cùng với lại Woody lên lầu 1 trước nha anh em. Tầng 1 với tầng 2 là pizza. Thì đây có tới hơn 30 bàn mít tơ sung cho anh em nha. Và giá của Woody để ở đây hiện tại chỉ có 80.000 đồng một giờ thôi nha anh em. Hiện tại đang nhân 2 nữa, thành ra giá của nó đang chỉ có 40.000 thôi. Rất là hấp dẫn nha anh em. Ok, anh em cùng với lại Woody lên, chúng ta lên tầng 3 nha. Tầng 3 của chúng ta rất là hấp dẫn nha anh em. Đây, đây là khu vực tầng 3 của chúng ta. Anh em thấy không? Đây là khu vực thu ngân. Rất là giống gọi là những cái phim mà nói chung là khu vực tổng tài anh em. Đó. Thì đây là tầng 3 của Woody đây. Rất là đẹp, rất là đẹp. Và đây có thể nói là một trong những chi nhánh Woody làm lớn nhất, xịn nhất và đẹp nhất luôn trong tất cả 4 chi nhánh hiện tại của Woody ở Sài Gòn. Và đây là Woody Cam Minh quận 11 nha anh em. Tầng 3 chúng ta có gì? Woody mời anh em xem cái sơ đồ. Sơ đồ chúng ta rất là rộng, rất là dài luôn. Và Woody sẽ giới thiệu sơ cho anh em biết. Mình vừa đi vừa nói đi nha. Khúc đầu này của anh em đây là chính là khu vực BS5. Một khu vực BS5 nhỏ nhỏ để cho anh em có thể chơi cùng với bạn bè 4 người cũng được. Màn hình 65 inch 4K. Woody sẽ cố gắng cài những game nào mà 2 người với lại 4 người để cho anh em chơi có thể với bạn bè cho nó thật là hấp dẫn ở khu vực này. Tiếp theo đó nữa là chúng ta đến với lại 4 dàn máy xịn nhất ở tầng 3 này. 4 dàn này chúng ta sẽ sử dụng đó chính là màn hình 380Hz, tất cả là full tam. Và đặc biệt hơn là Woody sử dụng đến i7 lận, i7 12. Và có một cái đặc biệt hơn nữa ở tất cả các phòng net hiện tại có thể nói luôn là ở Việt Nam luôn, đó chính là Woody sử dụng RAM DDR5 để giúp cho tăng FPS của anh em lên tới hơn 20% nữa so với lại bình thường. Các bạn chơi Valorant hiện tại thì FPS có thể lên đến 400-500 là bình thường nha anh em. Sau khi chúng ta đến với lại 4 dàn máy rất là xịn thì Woody sẽ giới thiệu cho anh em thêm một chút xíu về khu vực Woody mới chế thêm anh em. Đây là khu vực PC 1 giường nằm. Thì ở khu vực này thì anh em có một cái ghế, một cái bộ PC, hai màn hình để anh em chơi game. Cấu hình thì cũng rất là cao, là màn hình 2K 240Hz. Cùng đó là anh em được một cái rất là hấp dẫn, đó chính là một cái khu vực giường nằm ở đây. Đây, anh em khi mà mệt mỏi quá có thể nằm xuống để làm một giấc rất là thoải mái. Tại vì nhiều anh em thường hay chơi tới sáng á, nhiều khi cũng rất là muốn có một cái chỗ nằm lại ngủ luôn, chứ cũng làm biến về nhà á. Tại vì nhiều khi tí xíu nữa trưa cái mình muốn dậy mình chơi tiếp, thành ra là mình nằm ở đây mình ngủ luôn cho nó khỏe người lại. Nói chung là tránh cái việc mà nhiều bạn á chơi khá là mệt rồi mà lại phải chạy xe về nhà á, thì nó sẽ gây ra một số hiện tượng như là các bạn bị say nắng hoặc là các bạn bị khá là mệt để chạy xe. Thì các bạn có thể nằm ở đây ngủ lại một tí xíu, nghỉ lại một chút xíu để có thể khỏe hơn để về. Nói chung là lo cho anh em tận răng luôn rồi đó. Rất là hấp dẫn nha anh em. Tiếp theo đó chính là khu vực phòng tim nha anh em. Ở đây Woody có làm một cái phòng tim gồm hai bên. Hai bên này được cách âm để sau này Woody sẽ làm giải đấu cho tất cả những VIP member của chúng ta, là những bạn đăng ký tài khoản VIP sẽ được tham gia giải đấu của Woody Gaming. Woody sẽ làm một giải đấu để thi đấu từng chi nhánh và chọn ra ví dụ như là top team của chi nhánh, sau đó sẽ đi các chi nhánh sẽ đánh với nhau, đấu với nhau một lần nữa để có thể chọn ra được nhà vô địch. Đó. Tiếp theo đó nữa là mọi người có thể thấy đây là một khu vực rất là rộng, bao gồm hai dải máy lớn ở đây. Khu vực này thì Woody đang sử dụng đó chính là i5-12 và cũng là RAM DDR5 luôn nha anh em, giúp cho anh em tăng FPS khi mà chơi game FPS. Nói chung á là nguyên cái tầng 3 này thì Woody đang ưu tiên cho các bạn nào chơi game FPS. Màn hình thì là 240Hz, 380Hz là chủ yếu. Tầng này sẽ là full ghế gaming nha anh em. Các bạn đang có mặt tại tầng 4 của Woody Gaming. Tầng này Woody làm nó sẽ rất là rộng và thoáng hơn tầng 3 của chúng ta. Và tầng này dành cho
những bạn thường hay chơi game MOBA, các bạn chơi nó sẽ gọi là chill hơn một tí chứ không phải hardcore như tầng 3 vừa rồi. Thì tầng này Woody sử dụng ở đây là nguyên một khu vực mái hồng, các bạn thấy rất là lung linh, dành cho những bạn gái có thể vô đây chơi và cũng có thể check in được luôn. Tiếp theo nữa là tầng 4 này á, Woody sẽ hơi thiên về cái tỷ lệ màn hình cho anh em hơn, mặc dù là vẫn là 240Hz nhưng mà Woody sẽ thiên hơn về cái tỷ lệ màn hình. Đó chính là Woody sẽ để màn hình 32 inch. Đây là bởi vì các bạn thường hay chơi những game ví dụ như là đánh cờ, game MOBA, ví dụ như là Liên Minh, để cho các bạn chơi theo kiểu là hơi chiêu chứ không phải là chơi theo kiểu hardcore như trên. Hardcore như trên thì các bạn sẽ chơi bằng ghế gaming, còn ở đây mình sử dụng ghế sofa và màn hình to tùy theo loại nữa. Mình có 32 inch 2K, 32 inch 240Hz, đấy, rất là nhiều để cho các bạn có thể tha hồ lựa chọn tùy mình chơi như thế nào đó mình chơi. Đây là khu vực mình để ở khu vực này là giá thành rẻ nhất. Ở đây chỉ có 9.800 một giờ thôi. Nếu như các bạn là VIP member là các bạn được khuyến mãi tới 40% bệnh viện nữa, là nó chỉ còn đâu đó khoảng 5.000 đồng một giờ thôi. Quá rẻ rồi. Đó, thành ra để cho các bạn có thể trải nghiệm được một không gian sang xịn mịn nhưng giá lại rất rẻ. Ok, bây giờ chúng ta lên tầng 5 nha anh em. Tầng 5 rất là đặc biệt luôn. Tầng 5 thì chúng ta sẽ không đi bằng thang máy mà chúng ta sẽ đi bằng thang bộ nha anh em. Tại vì đây là một cung đường khác hoàn toàn. Mời anh em cùng với lại Woody lên tầng 5 nhé. Đây. Đây. Đây là khu vực dành riêng cho tất cả các bạn couple của chúng ta. Thì ở đây Woody đang có những cái máy, ví dụ như là máy này vẫn giống hồi trước giờ Woody làm, đó chính là máy couple hai người sử dụng một màn hình. Mình có hai tai nghe, một màn hình rất là to tới 34 inch, tỷ lệ 21:9 lận. Đó, hai bạn có thể ngồi đây và cùng nhau xem phim với nhau. Đó, các bạn thấy là Woody có cải thiện một chút xíu về những cái decor. Ở đây thì cũng couple như bình thường, hai máy, một máy dành cho bạn nam và một máy dành cho bạn nữ. Các bạn có thể check in ở đây cũng rất là đẹp anh em à. Đó, và không thấy cặp đối diện hoặc là bên cạnh mình. Đó, rất là riêng tư. Đó. Và đặc biệt hơn của Woody đó chính là ở đây Woody đang xây dựng một cái khu vực mới, đó chính là khu vực couple mà giường nằm anh em à. Và couple này chúng ta có thể nằm ở đây. Đây, chúng ta có thể nằm ở đây. Đó, chúng ta sẽ cởi giày ra đúng không? Xong chúng ta sẽ thọt chân vào. Đó. Chúng ta có thể nằm. Cái này là Woody đang mượn một đôi bạn này để Woody quay vô quay để review. Đó, ra là vẫn còn đồ của các bạn để đây. Đây có thể ta phải vô đây nằm. Đó, các bạn hãy kéo máy lại nằm cùng người bạn của mình có thể xem phim. Tại vì cái này điều chỉnh rất là dễ nha bạn, các bạn hãy điều chỉnh làm sao để cho nó tiện nhất để mình xem được. Đó, các bạn cũng có thể gọi là dựa vào lưng vào đây. Đó, đó, chúng ta sẽ có gối để có thể lót lưng hoặc là các bạn có thể dùng gối để ôm. Rất là êm nha anh em. Ở đây là mình sử dụng nệm, sau đây cũng là nệm. Cái bàn này các bạn hãy cơ động, đó, có thể kéo tới kéo lui tùy khoảng cách của các bạn làm sao cho dễ chịu nhất. Đó, anh em thấy cái bồ này sao, rất là phê đúng không? Ok, rồi thì review cho anh em sơ sơ thì chúng ta sẽ review cái gì nữa ta? À, còn phòng gym nữa anh em à. Ok, mình sẽ dắt cho anh em đi xem phòng gym nhé. Thì phòng gym Woody làm nó sẽ nhỏ nhắn hơn tí để cho mọi người dễ sử dụng hơn. Đó, thì một phòng ít như thế này thôi. Trong đây vẫn bao gồm là một máy lạnh, hai màn hình, có webcam cho anh em và ở đây nó có một cái đèn hất sáng nữa. Nói chung là mình muốn thiết kế nó đơn giản lại nhưng mà nó vẫn tạo ra phong cách sang trọng cho anh em. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ Woody Gaming. Và đây là nhánh thứ tư rồi. Woody đã bảo với anh em sẽ luôn cố gắng để tìm tòi và đem những cái mới mẻ và những cái trải nghiệm tốt nhất dành cho anh em khi mà đến với lại Woody Gaming. Woody rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ Woody và mong là anh em sẽ luôn đồng hành cùng Woody, sẽ luôn có những cái góp ý giúp cho Woody cải thiện tốt dịch vụ và chất lượng của mình hơn để mang đến cho anh em trải nghiệm tốt nhất có thể khi nói về việc anh em chơi game, anh em đi chơi net, chơi game ở bên ngoài. Đó, như là ngôi nhà thứ hai của anh em vậy. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Và địa chỉ của quán này đó chính là nằm ở 288 Lãnh Bình Thăng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho anh em. Mong anh em có thể đến đây và trải nghiệm cùng với lại Woody.
anh em yên tâm một điều, giá cả rất là rẻ luôn. Khi mà anh em nạp nhiều, anh em còn được khuyến mãi nhiều hơn và giá nó càng rẻ hơn nữa. Nhất là anh em khi mà anh em up VIP member, anh em có được giảm tới 40% giá trị nạp vĩnh viễn nữa, cực kỳ là rẻ. Tầng 3 mình có dàn máy chỉ có 9.800 thôi ha. Thành ra là rất mong anh em đến và ủng hộ. Anh em sẽ được trải nghiệm cái không gian, cái dịch vụ rất là sang trọng, premium mà giá cả lại rất rẻ, rất là sinh viên.